Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Mình là Hùng Review đây. Mới có mấy tháng thôi nhưng mà những chiếc điện thoại trong tầm giá 2 củ đã thay đổi cực kỳ nhiều anh em ạ. Trước đây nếu mà mua điện thoại tầm giá 2 củ chúng ta có rất ít lựa chọn, và thường là những cái lựa chọn trong tầm giá từ 2 đến 3 củ thì cái hiệu năng của nó, cái trải nghiệm của nó khá là kém. Nhưng mà ngay bây giờ anh em đã có những chiếc điện thoại từ 2 đến 3 củ có hiệu năng tốt, có thời lượng pin rất trâu, có luôn cả sạc nhanh nữa. Và phải nói thật luôn là nếu như anh em nào mà đang quan tâm tầm giá từ 2 đến 3 triệu thì tốt nhất là hãy chốt một trong 5 chiếc điện thoại mà mình sắp kể ra sau đây. Còn nếu như mà mua những con khác thì mình không chắc là nó có ngon hay không. Tại vì tầm giá từ 2 đến 3 củ phải đánh đổi cực kỳ nhiều. Nào thì đánh đổi về cái phần là màn hình này, pin này, camera, đánh đổi về phần hiệu năng, và tất cả những con điện thoại tầm 2 củ qua ấy thì thường nó có cấu hình khá là kém. Rồi, bây giờ thì đi vào nội dung chính thôi. Cái sản phẩm điện thoại đầu tiên nhiều anh em chê trong tầm giá 3 củ nhưng mà 2 củ nó lại đáng mua nha, đó là con Redmi 12C. Điểm yếu lớn nhất của con này đó là dùng cổng sạc micro và sạc nhanh 10W. Nếu như ở 3 củ mấy thì anh em ném chết choa nó đi, nhưng mà với mức giá khoảng tầm là 2 triệu, chưa đến 2 triệu nha, anh em áp thêm voucher giảm giá các thứ từ sàn ấy, thì con này là còn khoảng tầm 1.8 triệu, 1.9 triệu. Mình thấy con này ngon. Cái điểm cộng lớn nhất của nó đó chính là cái phần hiệu năng, và có chip là Helio G85, RAM 3GB và 32GB bộ nhớ trong. Thì nói chung là với con này hiệu năng trong tầm giá của nó là quá ổn rồi. Bây giờ anh em cần mua về chiến Free Fire, Liên Quân đó, các thứ ấy, tốc chiến đồ ấy, là anh em có thể vẫn có thể cày tốt được với con chip Helio G85 này. Thậm chí là con chip Helio G85 còn tồn tại trong những con máy là từ 4 đến 7 triệu cơ mà. Thế thì với mức giá khoảng tầm chưa đến 2 củ ấy thì con này quá ngon rồi. Ngoài ra thì em này cái điểm cộng tiếp theo là cái camera. Camera của nó sẽ là camera 50 chấm. Đại đa số những con trong tầm giá thì có khoảng tầm 5 chấm, 8 chấm chụp chống mù thôi. Còn Redmi 12C thì nó ở mức có thể chấp nhận được. Và hình ảnh của nó thì mình đánh giá là 9 điểm trên thang điểm 10. Điểm cộng thứ ba là pin của nó là 5000mAh. Nói chung là điểm yếu của nó là pin không sạc nhanh. Tuy nhiên 5000mAh cũng ở cái mức là trâu rồi. Anh em vẫn có thể dùng được từ 6 đến 8 tiếng đa tác vụ. Màn hình thì vẫn ở cái mức là đủ to, 6.71 inch, độ phân giải là HD+. Thì nếu như mà gọi là sao nhỉ, cần một con điện thoại màn to lướt YouTube, TikTok các thứ thì đây vẫn là một điện thoại hợp lý. Và giá của em nó rẻ thì anh em có thể mua giúp mình ở ngay trên Lazada nhé, thông qua đường link ở ngay phần bình luận của và mô tả của video này. Còn đối với chiếc điện thoại tiếp theo đó là con Infinix Hot 30i. Con này thì là một con điện thoại rất rất mới, và mình cũng đã có làm clip đập hộp review về con này rồi. Tầm giá của nó khoảng tầm 2 củ rưỡi, 2 củ 6 thôi. Thì con này nó có cái gì? Đây là một chiếc điện thoại mới và khả năng hoàn thiện sản phẩm của nó phải gọi là rất là ổn ở trong tầm giá. Mình thích nhất ở trên con Infinix Hot 30i đó là thiết kế. Thiết kế của em này phải gọi là đẹp các bạn ạ, và nó phải giống với những chiếc điện thoại từ 5 đến 7 triệu, thậm chí nhiều tiền hơn. Hai củ mấy anh em có một chiếc điện thoại mà có cả phiên bản màu cam, mình chưa biết là con này có bán hay chưa. Phiên bản màu cam giả da, cảm giác cầm nắm sờ rất là sướng. Camera thì làm giống Redmi 12, cam chính của nó là 13 chấm. Vẫn có ở đây là một camera macro, đó, khung viền vuông, thiết kế chuẩn trend trong thời điểm hiện tại luôn. Màn hình em này thì sẽ là 6.6 inch, độ phân giải của nó sẽ là HD và nó sẽ có tần số các màn hình cao. Điểm trừ là viền hơi dày, độ sáng không quá cao, nhưng mà điểm cộng là trong tầm giá con này gần như là best về phần màn hình rồi. Hiệu năng thì được trang bị con chip là Unitox T606, RAM 4GB cộng với 4GB RAM ảo là 8GB, 128GB. Với con này nó được khoảng tầm là 250-280 ngàn điểm AnTuTu. Thì cơ bản là nếu so sánh với những con điện thoại trong phân khúc ấy thì hiệu năng này cũng ở cái mức là mạnh. Đó, anh em chơi Liên Quân, Free Fire gọi là rồi tốc chiến cũng được. Pin sẽ là 5000mAh và sẽ có sạc nhanh Type-C 18W. Và trong hộp của nó có sạc 18W luôn nha. Một trong những cái lựa chọn rất hiếm hoi trong phân khúc mà có thể làm được điều này. Camera sau thì là 13 chấm, camera trước 8 chấm. Nói chung là chụp thì không phải xấu đâu, mà cũng ở cái mức là được đó các bạn ạ. Nhìn chung thì Infinix Hot 30i tầm giá 2.5 triệu, 2.6 triệu, mình tin chắc rằng đây là con điện thoại mà gần như là nó cân bằng và nó ổn áp rồi. Anh em nào quan tâm thì có thể tham khảo thông qua đường ngay bên dưới nhé. Rồi còn đến với chiếc điện thoại thứ ba, thực ra không phải chiếc điện thoại thứ ba mà đây là hai con tiếp theo, đó là con Redmi Note 10 GE và Redmi Note 10T. Về cơ bản thì cấu hình của hai con này y chang nhau, tuy nhiên thì con Redmi Note 10T được cái là nó sẽ có thêm một cái eSIM, còn Redmi Note 10 GE chỉ có một SIM duy nhất thôi. Cả hai con ấy thì đều có màn hình là 6.4 inch, độ phân giải là Full HD Plus và đều có tần số quét màn hình cao là 90Hz. Thì nhìn chung mình thấy rằng là trong phân khúc có màn hình 6.4, 6.5 inch, Full HD Plus là quá ngon rồi, lại còn thêm tần số quét màn hình cao 90Hz nữa. Con này thì cấu hình trong tầm giá cũng ở mức là tốt nha. Nó được trang bị con chip là Snapdragon 480, RAM 4, 64, và con này cũng sẽ hỗ trợ luôn cả 5G. Hiệu năng thì ở cái mức khoảng tầm gần 300.000 điểm AnTuTu, ít nhất là mạnh tương đương, thậm chí là nhỉnh hơn so với con chip là Helio G88. Nên là anh em nào mà game cùng các thứ
cần hiệu năng cao thì có thể là chốt con này. Pin con này cũng sẽ là 5000 mAh và các bạn cũng sẽ có sạc nhanh 18W, có luôn cả camera chính là 50 chấm, camera selfie của nó sẽ là 8 chấm và cả hai con Note 10T và Note 10GE nha đều có chống nước IP68 luôn, một cái tiêu chuẩn rất là cao. Và với cái phân khúc giá rẻ mà được trang bị tiêu chuẩn chống nước IP68 là mình thấy rằng là đây là một cái điểm mà cực kỳ hời rồi. Đó, nếu mà anh em nào quan tâm về Redmi Note 10T và Note 10GE thì cái đường link của sản phẩm này mình sẽ để ngay phần mô tả nhé. Hiện tại mức giá của nó chỉ có khoảng tầm là 2,6 triệu cho Redmi Note 10GE và khoảng tầm là 2,7 triệu cho Redmi Note 10T mà thôi. Rồi, tiếp theo nữa mình sẽ đến với con là ITEL S23. Con ITEL S23 thì với con này nó sẽ có mức giá đâu đó khoảng tầm là 2,8 triệu. Và với con ITEL S23 thì con này cũng gọi là tương đối nhiều điểm cộng trong tầm giá nha. Cái điểm cộng lớn nhất của con ITEL S23... Ôi, mình vừa kiểm tra lại, con này không phải 2,8 triệu đâu mà chỉ là 2,68 triệu thôi. Đó, con này điểm lớn nhất trong tầm giá của nó đó chính là về phần cấu hình. Được trang bị tận là RAM 8GB và 128GB, cái này là RAM cứng nha. Và với cái cấu hình như vậy thì thực sự trong tầm giá con này có bộ nhớ RAM và ROM gần như là trâu nhất. Anh em cũng có thể mở rộng thêm 8GB RAM nữa, tổng cộng là 16GB RAM. Đó, và với cái dung lượng như thế, trải nghiệm như thế thì thực sự là anh em có một cái dung lượng lưu trữ quá thoải mái ở trong phân khúc luôn. Ngoài ra, màn hình con này thì cũng sẽ là 6,6 inch, độ phân giải của nó là HD và tần số quét màn hình của nó cũng sẽ là 90Hz, khá ngon. Em này thì cũng sẽ được trang bị cái camera chính là 50 chấm này. Đó, đương nhiên là không có cam góc rộng rồi và camera selfie của em này cũng sẽ là 8 chấm. Thì nhìn chung là với con ITEL S23 thì anh em nào mà cần kiểu RAM ROM lớn, cấu hình ổn, được trang bị con chip Unitoc T606 hoặc tầm gần 300.000 điểm AnTuTu thì con này là khá là tốt. Ngoài ra thì pin của em nó cũng sẽ là 5000 mAh. Và em này thì nó rất là tiếc một điều là không có sạc nhanh mà nó chỉ có là sạc 10W mà thôi. Thì ok, đánh đổi lại chúng ta có một cái hiệu năng tốt hơn, một cái RAM ROM nhiều hơn thì chúng ta mất đi tính năng sạc nhanh, mà 10W thì ở trong tầm giá cũng có thể gọi là chấp nhận được. Và điểm cộng của em này là thiết kế của nó cũng khá là đẹp, kiểu vuông vức ấy, và mặt sau của nó hoàn thiện sản phẩm rất tốt. Nó phải tương đương với những sản phẩm từ 3 đến 4 triệu cơ. Còn 2,680 triệu thì mình nghĩ rằng là nó vượt tầm giá rồi. Anh em có thể tham khảo sản phẩm này thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận nhé. Giá hiện tại chỉ là 2,680 triệu mà thôi. Ok, tiếp theo là con Poco M5. Con Poco M5 thì đây là một gần như là một huyền thoại sống của nhà Xiaomi rồi. Tại vì giá hiện tại của nó nếu anh em mua ấy, chắc loanh quanh đâu đó khoảng tầm là chưa đến 3 củ. Anh em nhớ là con này phải căn sale để mua nha. Còn nếu anh em không căn sale thì giá của nó sẽ cao lắm. Nếu như anh em căn sale và giá của nó dưới 3 củ thì anh em nên chốt, còn nếu trên 3 củ thì anh em đừng nha. Với con này thì trong tầm giá nó có khá nhiều điểm cộng và cái điểm cộng lớn nhất cũng sẽ đến từ cái phần cấu hình. Được trang bị con chip Helio G99 thì nó tương đương với những con điện thoại từ 5 đến 7 triệu rồi. RAM của nó sẽ là RAM 4 bộ nhớ 64. Đó, pin con này sẽ là pin 5000 mAh, có sạc nhanh 18W, có màn hình tương đối ổn. Kích thước của nó cũng sẽ là 6,6 inch, 6,58 inch. Đó, độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus và các bạn cũng sẽ có tần số quét màn hình cao, đó chính là 90Hz. Thì cơ bản thì mình thấy rằng là con Poco M5 trong tầm giá cấu hình như thế này, màn hình như thế này là quá ổn rồi, mà còn có pin 5000 sạc nhanh 18W nữa thì nó càng ổn hơn. Điểm trừ lớn nhất của em này đó chính là về phần mềm thì nó làm chưa ngon lắm và tấu hóa hơi kém. Còn lại thì về phần cứng của nó thì gần như là đè bẹp tất cả các đối thủ khác trong phân khúc. Giá của em nó sẽ bán ở trên Lazada, các dịp sale sẽ rơi vào tầm 2,8 triệu đến 2,9 triệu. Thì nếu bạn nào căn sale được thì nên mua con này. Nếu như nó cao hơn thì mình mua con POVA 5, POVA 4 Pro nó lại ngon hơn nhiều các bạn ạ. Ok, thì đó là top 5 chiếc điện thoại ngon nhất trong tầm giá từ 2 đến 3 củ khoai. Hy vọng thông qua video này thì anh em sẽ có thêm những lựa chọn để có được một chiếc điện thoại có cấu hình tốt này, phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng chơi game ngon này, pin trâu này, và thậm chí là có camera ổn nữa, thì có những con 50 chấm là có camera khá là ổn đấy. Ok, anh em nghĩ sao về những lựa chọn này? Đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.